Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chuyên mục Kinh tế và Hội nhập của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ sáng thứ bảy hàng tuần. Chuyên mục Kinh tế và Hội nhập tuần này sẽ tập trung vào chủ đề: nhiều doanh nghiệp đã hoàn thành mục tiêu xuất khẩu năm 2022 vào thời điểm này; các hiệp định thương mại tự do giúp doanh nghiệp xuất khẩu tận dụng nhiều lợi thế. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn khó khăn của các doanh nghiệp xuất khẩu, đòi hỏi sự linh động thích ứng với thương trường. Và ngay sau đây, kính mời quý vị theo dõi nội dung của chuyên mục, bắt đầu bằng tiểu mục KT07. Thưa quý vị, tôn vinh hàng Việt Nam là một hoạt động xúc tiến thương mại được Bộ Công Thương chú trọng. Trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm 2022, hoạt động này được đẩy mạnh nhằm kích thích thị trường tiêu dùng thông qua tuần lễ tự hào hàng Việt Nam, tinh hoa hàng Việt Nam tại hệ thống phân phối. Tuần lễ tự hào hàng Việt Nam, tinh hoa hàng Việt Nam tại hệ thống phân phối hiện đang được Bộ Công Thương triển khai. Theo đó, chương trình phát động tới các hệ thống siêu thị, các cửa hàng kinh doanh tổ chức ưu tiên trưng bày các sản phẩm hàng Việt Nam, cũng như các hoạt động thu hút, kích thích người tiêu dùng mua sắm hàng Việt Nam. Năm 2022, với chủ đề tinh hoa hàng Việt Nam, các sản phẩm thương hiệu Việt có thế mạnh, đạt chất lượng quốc gia và toàn cầu là điểm mới của chương trình nhận diện hàng Việt Nam sẽ được giới thiệu. Hy vọng người tiêu dùng sẽ có nhiều cơ hội thỏa sức mua sắm, tiêu dùng hàng Việt Nam có chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam uy tín khi Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán đang đến gần. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị từ năm 2009 là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển bền vững thị trường trong nước qua việc phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. Động viên các doanh nghiệp sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay góp sức giải quyết những khó khăn, bảo đảm sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước. Hiện nay, tỷ trọng hàng Việt Nam có thế mạnh tại hệ thống phân phối hiện đại trong nước đạt từ 80 đến 90% và trên 60% tại các chợ truyền thống. Thưa quý vị, thời điểm này, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đã về đích trước hạn. Đây là niềm vui cho hoạt động xuất khẩu trong bối cảnh vừa bước ra khỏi những khó khăn của dịch bệnh COVID-19. Tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh cũng hứa hẹn sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ năm 2022. Đến thời điểm hiện nay, nhiều doanh nghiệp ngành chế biến thủy hải sản xuất khẩu đã hoàn thành mục tiêu năm 2022. Đây là một nỗ lực lớn đối với các doanh nghiệp ngành chế biến hải sản vì những khó khăn trong nguyên một năm 2022. Thời điểm đầu năm 2022, khi vừa phải đối mặt với những khó khăn về vận chuyển hàng hóa liên quốc gia, các doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng nhiên liệu xăng dầu tăng nóng khiến việc đánh bắt hải sản bị ngưng trệ, nguồn nguyên liệu thiếu hụt. Thời điểm cuối năm, các doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng tỷ giá ngoại tệ tăng và việc vay vốn ngân hàng gặp khó. Tuy vậy, nhờ thị trường quốc tế sau dịch có chuyển biến, các doanh nghiệp nỗ lực ký hợp đồng trước hạn với đối tác nên giá trị xuất khẩu đều ở mức cao. Đến thời điểm này, công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Pacific tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thực hiện kim ngạch xuất khẩu gần 50 triệu đô la Mỹ, vượt 10% so với kế hoạch năm 2022 đã đề ra. Chúng tôi là một trong những cái ngành nói chung là cũng là mũi nhọn của quốc gia về chế biến thủy sản xuất khẩu. Thì theo cái chỉ tiêu của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn giao là năm nay thì phải xuất khẩu được khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Thì đến nay 9 tháng là đạt được gần 10 tỷ rồi. Và năm nay 9 tháng đầu năm là chúng tôi đã xuất khẩu được 7.500 tấn. Và kim ngạch đã được khoảng con số 57 triệu. Thì đến giờ chúng tôi đã 9 tháng đã hoàn thành kế hoạch rồi. Thì cái quý 4 chẳng qua là một cái tiền đề để chúng tôi chuẩn bị cho cái tương lai của năm sau. Cũng vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn Tứ Hải, một doanh nghiệp chuyên ngành chế biến xuất khẩu thủy hải sản vào thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, cũng đã chuẩn bị hoàn thành mục tiêu năm. Đầu năm 2022, công ty này dự kiến sẽ xuất khẩu khoảng 2.000 tấn sản phẩm hải sản chế biến sang các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia với kim ngạch khoảng 20 triệu đô la. Đến thời điểm này, giá trị kim ngạch xuất khẩu của đơn vị đã gần đạt con số dự tính, mặc dù chịu áp lực khá lớn từ tỷ giá ngoại tệ.
hiện kim ngạch xuất khẩu cá đục của Tứ Hải luôn chiếm trên 60% tổng kim ngạch xuất khẩu cá đục của Việt Nam. Trong cái quá trình Tứ Hải từ ngày thành lập cho đến nay thì thị trường chủ yếu của Tứ Hải vẫn là Nhật Bản, và các mặt hàng thì hiện nay đối với thương hiệu của Tứ Hải đã rất là nổi tiếng tại Nhật Bản rồi. Và mục tiêu của Tứ Hải là vẫn bám sát với thị trường Nhật Bản và nâng giá trị. Năm nay chúng tôi sẽ cố gắng, đã thực hiện rồi, nhưng mà cái xuất khẩu với giá trị gia tăng sẽ tăng lên, có nghĩa là lượng thì ít có thể nhưng mà giá trị sẽ tăng. Đến hết tháng 10, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt 7.044 triệu đô la Mỹ, tăng 10,04% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô 10 tháng ước đạt 4.840 triệu đô la Mỹ, tăng 9,96% so với cùng kỳ, giữ tốc độ tăng trưởng so với kế hoạch đề ra đầu năm 2022 là 8,42%. Các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ như chất dẻo tăng 27,59%, sản phẩm từ chất dẻo tăng 62,7%, cao su tăng 92,43%, sơ sợi dệt các loại tăng 20,12%, giày dép các loại tăng 16,76%, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày tăng 38,81%, kim loại thường khác tăng 56,3%. Thị trường châu Á chiếm tỷ trọng 67,76% trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, tăng 10,54% so với cùng kỳ, ước đạt 4.773 triệu đô la Mỹ. Rất nhiều khó khăn khi xuất khẩu vào thị trường này trong năm 2022, kéo dài đến tận bây giờ do chính sách Zero Covid của Trung Quốc. Tuy nhiên, nhờ Hiệp định Thương mại Tự do RCEP, các hoạt động xuất khẩu vào thị trường này vẫn giữ được mức tăng trưởng tốt. Sự tác động của các Hiệp định Thương mại Tự do khác cũng khiến doanh nghiệp được hưởng lợi ích khi xuất khẩu. Lấy ví dụ từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, gọi tắt là EVFTA, một hiệp định thương mại thế hệ mới giữa Việt Nam và 27 nước thành viên EU có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao nhất của Việt Nam từ trước tới nay. Hiệp định EVFTA có hiệu lực chính thức từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Đến nay, sau 2 năm triển khai, hiệp định đã có tác động tích cực đến hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu đến thị trường châu Âu. 10 tháng đầu năm, thị trường châu Âu tăng trưởng 1,28 lần kim ngạch xuất khẩu so với cùng kỳ, ước đạt 445,9 triệu đô la Mỹ. Mặt hàng xuất khẩu mạnh sang thị trường EU là giày da, bánh đá, túi xách, nguyên phụ liệu dệt may, cao su, thủy sản, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng. Về tận dụng những ưu đãi từ EVFTA, riêng 7 tháng đầu năm 2022, Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Vũng Tàu đã cấp được 2.426 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO với tổng kim ngạch đạt được là 75,89 triệu đô la Mỹ. Và hiệp định EVFTA là có hiệu lực chính thức từ ngày 1 tháng 8 năm 2000, và đến nay là sau 2 năm triển khai hiệp định thì cái kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam tới các thị trường EU là có một sự gia tăng đáng kể, cụ thể là tăng tới 3 lần so với trước khi có hiệp định. Thì trong những năm qua thì cái thị trường EU thì cũng chưa phải là cái thị trường lớn của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên là với cái thực tế hiện nay về tiềm năng lợi thế và định hướng trong thu hút đầu tư cũng như là thương mại của tỉnh, thì tôi tin tưởng là với cái việc thực thi có hiệu quả cái hiệp định EVFTA, tỷ trọng của thị trường EU đối với cái kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có sự thay đổi tích cực trong trong thời gian tới. Thưa quý vị, tuy nhiều doanh nghiệp về đích sớm, tuy năm 2022 giá trị kim ngạch xuất khẩu sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhưng hoạt động xuất khẩu của tỉnh cũng đang đứng trước nhiều thách thức vào thời điểm hiện nay và có thể kéo dài đến hết quý 1 năm 2023 vì những bất ổn kinh tế tại các nước nhập khẩu. Nỗ lực bám sát thị trường và linh động thích ứng là cách thức mà các doanh nghiệp liên tục phải thực hiện để nâng cao giá trị xuất khẩu và giữ ổn định sản xuất trong nước. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế và Hội nhập tuần này. Xin kính chào tạm biệt